Xin chào và đây là Book Review by Vela. Bữa vừa rồi thì mình có đọc được một cái bài báo về sách tinh gọn hay còn gọi là sách tóm tắt. Và mình tin là sắp tới sẽ có nhiều bạn đặt cái câu hỏi nên là thôi bây giờ mình trả lời luôn trong cái video này. Có nên đọc sách tóm tắt hay là không? Trước hết là mình đã có sử dụng rất là nhiều cái app tóm tắt sách và mình sử dụng cái gói Pro, tức là mình đã được sử dụng tất cả những cái chức năng của những cái app này rồi. Mình đã sử dụng Blinkist nè, sử dụng Shortform nè, sử dụng Get Abstract, ba cái ứng dụng tóm tắt sách nổi tiếng của thế giới. Và mình nghĩ là với cái kinh nghiệm sử dụng của mình nó cũng có thể có hữu ích với các bạn. Đầu tiên các bạn nên sử dụng tóm tắt sách nếu như các bạn thuộc những trường hợp sau đây. Trường hợp số 1, nếu như bạn muốn tìm hiểu sách trước khi mà bạn mua. Thông thường thì mình sẽ tìm hiểu về cuốn sách đó. Mình lên trên Goodreads để mình xem review của mọi người, mình coi cái điểm số của nó. Nếu như mình vẫn chưa an tâm thì mình sẽ sử dụng những cái app mà mình vừa nói để mình xem trước nội dung của nó. Nếu như nội dung đủ hấp dẫn, đủ hay thì mình sẽ tiến hành mua sách. Cái mục đích thứ hai mình sử dụng những cái app này đó là sau khi mình đọc xong một cuốn sách nào đó rồi, mình sẽ lên trên những ứng dụng đó để mình xem cái nội dung tóm tắt. Khi mà mình đọc á, mình nắm được cái toàn thể rồi và mình muốn ôn lại nội dung cho nhanh thì mình có thể lên xem những cái bản tóm tắt. Nó giúp cho mình có được cái bức tranh toàn cảnh về cuốn sách mà không cần phải nỗ lực quá là nhiều. Đây cũng là cách mà mình có thể nhớ lại được nội dung của cuốn sách khá là tốt và nắm được những cái ý chính quan trọng từ cuốn sách. Cái tình huống thứ ba khi sử dụng những cái app tóm tắt đó là khi mà chúng ta vô cùng bận rộn. Mình nhớ là có một thời điểm cách đây 2-3 năm mình quá là bận để mà có thể đọc hết và tìm hiểu hết. Nên là mình sử dụng những app tóm tắt này để nắm được những ý tưởng chính từ những cái cuốn sách. Để mình có một cái bức tranh tổng quan về một cái chủ đề gì đó mà mình đang quan tâm. Đây cũng là cách khá là hay để mình nắm được những cái sườn. Rồi sau đó thì mình sẽ dành thời gian để đi vào chi tiết sau. Đó là ba cái tình huống chính mà mình thấy là chúng ta có thể sử dụng app tóm tắt. Đương nhiên các bạn có những cái tình huống khác thì mình không biết. Nhưng với mình khi sử dụng những cái app tóm tắt thì nó chỉ có ba tình huống như vậy thôi. Sau một thời gian sử dụng những cái app tóm tắt thì mình thấy cũng có một vài cái hạn chế. Và ba cái hạn chế sau đây nó có thể khiến các bạn không sử dụng những cái app này. Cái hạn chế đầu tiên, nếu như các bạn muốn mở rộng kiến thức của mình thì mình thấy những cái app tóm tắt nó hơi khó để làm. Vì nó mang tính chất liệt kê và gạch đầu dòng. Nó không tạo cho chúng ta quá là nhiều cảm xúc để có thể ghi nhớ được thông tin. Nó mang tính chất nhắc lại thì tốt hơn. Chứ nếu mà các bạn chưa đọc sách mà chỉ đọc sách tóm tắt thôi thì mình nghĩ là cái việc mở rộng kiến thức nó hơi khó. Rộng thì có thể được nhưng mà cái mức độ sâu thì nó rất là ít. Nên các bạn cần cân nhắc trước khi mà các bạn sử dụng. Cái số 2 là cái khả năng ứng dụng. Khi mà chúng ta đọc những cái gạch đầu dòng hoặc là những cái tóm tắt ngắn á, nó giúp chúng ta có thể hiểu được cái chủ đề đó. Nhưng mà làm thế nào để ứng dụng, how to, nó rất là khó nha các bạn. Vì khi mà chúng ta áp dụng vào thực tế, nó sẽ có những cái khúc mắc, có những cái khó khăn. Và trong sách thì thường nó giải thích chi tiết hơn, nó mô tả những tình huống cụ thể hơn. Vậy nên khi mà các bạn nghe sách tóm tắt thì khá là khó để mà có thể ứng dụng vào cuộc sống của các bạn. Với những điều đó thì mình thấy sách tóm tắt nó mang tính chất là tổng kết nội dung, nó mang tính chất gợi nhớ, nó mang tính chất tham khảo trước khi lựa chọn sách hoặc là gợi nhớ sau khi đọc sách hơn là một cái nguồn để mà mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoặc là áp dụng vào cuộc sống. Một điều lưu ý nữa là các bạn nên biết sách nào nên đọc tóm tắt, sách nào không nên đọc tóm tắt. Ví dụ như mình chỉ đọc sách tóm tắt là những cái cuốn non-fiction thôi. Non-fiction đó là những cái bài học từ cuộc sống hoặc là những cái nghiên cứu tâm lý hoặc là những góc nhìn từ xã hội khác nhau thì tóm tắt được. Nhưng nếu mà nó là một cuốn fiction thì mình nghĩ chuyện đọc sách tóm tắt nó rất là kỳ cục. Vì cái hay của sách fiction nó là câu chuyện, nó là khả năng mô tả, nó là nội tâm nhân vật, nó là những cái giây phút lắng động, nó là cái không gian thoải mái để giải trí, để nghỉ ngơi, để kết nối, chứ không phải là nắm cái nội dung chính liền. Và thực ra khi mà nhắc tới sách tóm tắt thì đa phần những cái app tóm tắt họ cũng tập trung vào non-fiction là chủ yếu. Không biết ở Việt Nam mình tương lai khi mà có những cái app tóm tắt thì mọi người có tóm cái fiction hay không? Mình hy vọng là không. Nó cũng giống như ngày xưa có một cái đợt gì mọi người hay review phim mà 5 phút á. Mình thì chưa coi cái review phim nào kiểu đó nhưng mà mình nghĩ là với 5 phút thì chắc là tóm tắt cái câu chuyện và nó mất đi tất cả những yếu tố hấp dẫn, ly kỳ và cuốn hút từ cái bộ phim rồi. Tương tự như vậy với sách fiction. Các bạn cũng cần phải cẩn thận nha. Nếu mà thấy một ai đó tóm tắt fiction thì mình cũng nên cẩn thận trước khi mình sử dụng cái bản tóm tắt đó. Trước khi mà các bạn chọn một cái sách tóm tắt, các bạn cũng nên có một vài lưu ý nha. Đầu tiên là các bạn cần phải chọn được cái nguồn tóm tắt. Vì khi mà tóm tắt đó các bạn, nó phụ thuộc rất là lớn vào cái người làm cái tóm tắt đó. Một cái cuốn sách 300-400 trang, họ tóm tắt lại còn 10-15 trang, thì nó mang tính chất cá nhân của họ rất là cao. Vậy nên nếu như cái bản tóm tắt đó được viết bởi tác giả, nó sẽ rất khác. Bởi một chuyên gia trong lĩnh vực đó nó sẽ khác so với một người có một cái kiến thức thông thường. Điều này nó cũng dẫn tới việc là các bạn cần phải cẩn thận với những cái bản tóm tắt ở trên Internet. Tại vì cái tính chủ quan nó rất là cao. Nên là đôi khi mình đọc xong mình tưởng là mình ngon, mình tưởng là mình có thêm kiến thức. Nhưng mà thật ra thì cái bộ lọc ở trong tình huống này nó rất là rõ ràng. Cái người tóm tắt họ đã lọc rất nhiều ý mà họ không thấy phù hợp, họ không muốn đọc giả cuối cùng đọc. Họ tin vào cái khả năng tóm tắt của họ. Và với cái niềm tin đó, nó có thể tạo ra những cái sự khập khiễng đó các bạn. Nên các bạn cũng nên có sự cẩn thận.
Quan trọng hơn nữa là sau khi mà đọc sách tóm tắt xong, các bạn nhớ đọc lại cái cuốn sách đó. Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên vì có rất nhiều ý mà các bạn nghĩ là nó hay, nó không xuất hiện trong cái phần tóm tắt đó. Quan trọng hơn, khi mà chúng ta đọc lại cái cuốn sách gốc á, chúng ta có thể hiểu được tại sao có những cái ý này. Sách tóm tắt nó chỉ nên là một cái sản phẩm thứ sinh, nó bổ sung cho cuốn sách của chúng ta thôi các bạn, chứ nó không thay thế được nha các bạn. Và cái cuối cùng cần phải lưu ý là tóm tắt ngắn tới mức nào. Ví dụ như cái app Blinkist mà mình sử dụng á, thông thường người ta tóm tắt khoảng tầm 10 trang. Nhưng mà cái app Shortform mình sử dụng, người ta tóm tắt khoảng tầm 30 trang lận. Shortform thì người ta tóm tắt khá là chi tiết, chương nào người ta cũng tóm tắt lại. Và mỗi chương khoảng tầm 3-4 trang, 5-7 trang, thậm chí là 10-15 trang. Có những cái bản tóm tắt mình thấy cả 100 trang lận. Đương nhiên là Shortform chi phí nó rất là cao. Theo mình nhớ thì một tháng 20 mấy đô lận. Còn Blinkist thì sau khi mua khuyến mãi này nọ thì một tháng khoảng tầm 7-8 đô thôi. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó cũng là một cái sự khác biệt. Ở Việt Nam mình thì có những cái đơn vị mình thấy họ tóm tắt 1-3 trang thôi. Và khi mình đọc những cái tóm tắt đó xong thì mình kiểu, trời ơi, sao nó ngắn vậy? Sao nó có vài trang vậy? Và những cái tóm tắt mà quá ngắn, dưới 5 trang nó không hợp với mình. 10 trang thì nó vừa đủ tham khảo thôi. Nhưng mình thấy với mình thì những cái tóm tắt khoảng tầm 30 trang là hợp lý. Vậy nên cái số lượng của cái tóm tắt nó cũng quan trọng. Các bạn cần phải lưu ý để mà tận dụng nó một cách tốt nhất và không để bản thân quá là chủ quan trong quá trình các bạn nghe hoặc là các bạn đọc những cái tóm tắt sách. Mình hy vọng là cái phần chia sẻ vừa rồi giúp cho các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi là các bạn có nên sử dụng sách tóm tắt hay không. Nếu sử dụng thì sử dụng với cái phiên bản nào, do ai tóm tắt, với cái mục đích như thế nào. Khi đó thì cái việc mà mình sử dụng sách tóm tắt mình tin là nó sẽ hiệu quả hơn khá là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Voi Lên. Bye bye.